Ơi, chào tất cả các bạn, là mình đây. Thì suốt mấy tháng vừa qua á, các bạn, dịch giả Sài Gòn rất là phức tạp, nên là mình cũng bên tiệm mình cũng là theo chỉ thị của thành phố là cũng phải nghỉ 3-4 tháng nay. Thì hôm nay bắt đầu hồi đầu tháng này thì đã làm việc lại bình thường rồi. Thì hôm nay mình có một con xe ở đây nè các bạn, có một con xe ở phía sau này để sẵn lâu rồi không có lên clip. Bữa nay mình quay clip cho anh em xem luôn. Thì, nói chung là rất là cảm ơn những anh em đã nhắn tin cho mình hỏi thăm sức khỏe, cũng như là bảo như thế này dịch rồi có làm được hay không, sức khỏe như thế nào, có ổn định hay không. Thì thông báo với các bạn là mình có F1 nhưng mà vẫn là bình thường, chưa có triệu chứng hay là dương tính gì với Covid hết, nhưng mà và đã cũng chích được 2 mũi rồi. Thì ở thành phố này mình thấy thì đa phần thì người dân nó đi lại bình thường rồi các bạn, và dịch bây giờ nó cũng không có đáng sợ lắm các bạn. Tại vì khi mà đã chích đủ tiêm 2 mũi vaccine thì cái tỷ lệ mà nó làm sức khỏe mình nó nguy hại thì nó không đến nỗi nào. Nhưng mà không phải là chủ quan nha các bạn, chích 2 mũi vẫn bị nhiễm là bình thường, nhưng mà mình đừng có chủ quan rồi. Thì ok, để không làm mất thời gian của anh em nữa thì mình xin quay clip cho anh em rồi đây các bạn. Thì để mình quay ngang cho anh em nó dễ nhìn. Thì đó, như mình đã chia sẻ thì con xe này thì sau dịch thì mình hoàn thiện thì mình quay cho anh em xem. Con này bỏ trước dịch cũng tháng 2 tháng gì các bạn. Đó, để mình giới thiệu sơ về con xe này luôn. Thì xe này á, hồi xưa á, cái nguyên bản của nó là Future 207, Future Sun Cơ. Và bây giờ độ lên lại là Future Neo FE 209. Thì bây giờ anh em mình vào xem chi tiết xe và cũng như là chi tiết máy móc sau khi mà được tân trang lại, sau khi mà được phục hồi lại thì nó sẽ như thế nào. Thì cái điều đầu tiên á, thì con xe đời 2009 á, thì nó sẽ để, mình sẽ để trên màn hình lúc chặn xe nè các bạn. Đó, cái lúc chặn xe là hình ảnh như vậy. Còn đây là cái lúc hoàn thiện. Mình quay một vòng cho anh em xem. Nói chung là vẫn giữ lại nguyên zin của hãng, từ phần dàn áo cho tới dàn chân cho tới dàn ngoài, chỉ có thay cặp phuộc sau là phuộc nai thôi cho chắc chắn xe, và cặp vỏ đó, vậy thôi, chỉ có độ 2 món đó thôi, còn cơ bản là vẫn giữ cái zin hết nha các bạn. Rồi, điều đầu tiên thì xe này vô cặp phuộc nai zin. Vô phuộc nai zin thì cho nó chắc cái xe, cho nó cứng cáp cái dàn chân. Và vô cặp vỏ nè các bạn, cặp vỏ Michelin CTR, vỏ này không ruột. Đó, cặp mâm thì sơn lại vậy thôi. Mưa quá các bạn, mưa quá nên đi nó chút xíu phải về rửa xe cho anh chủ nè. Mưa quá. Áo á, nguyên cái dàn áo này á là áo đập thùng mới tinh, là tem Future Neo FE các bạn. Đời FE này nó từ 2009 nè. Đó, còn Sun Cơ nó 2006, 2007, 2008. Tất cả hết nè. Rồi. Lốc rồi thì cái phần lốc á, cái phần lốc này là sơn lại nha các bạn. Phần lốc này là sơn lại. À, bô thì vô cái bô mới. Đây. Bô Future Neo, bô đeo mới, chút xíu mình cho anh em nghe tiếng máy, tiếng bô ha. Rồi, ở trên đây thì nhấn lại là cái yên gọt, cho nó ngồi, cho nó êm máy, cho nó đẹp cái xe. Góc cạnh đó mày, rồi góc cạnh cho nó đẹp cái xe, cho cứng xe. Rồi bên đây nè, phần lốc cũng sơn lại nè bạn. Phần gấp hợp xích sơn lại luôn các bạn. Chỉ có cái bát nhôm này là đánh lại xài rảnh nè, bát nhôm này xài lại nè. Đó. Cặp phuộc trước này cũng vậy luôn, phuộc trước này sơn lại xài. Đó, phuộc trường này hết. Đó, tay dầu đồ là thay mới hết. Mấy cái bộ phận này thì nên thay các bạn, an toàn của xe mà. Đó các bạn.
Rồi, rất là chỉnh chu các bạn, làm hết mấy cái nút công, nút công tắc rồi là làm hết cho anh này. Bộ tay bộ tiết rồi làm hết. Nói chung là xe dọn đơn giản thôi các bạn, chứ không có vô đồ, đồ kiển, đồ chơi gì nhiều. Đó. Rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình sẽ nổ máy cho anh em nghe luôn á. Xa xíu là mình không có nghe tiếng, sát bên này tầm khoảng 1m, 1m rưỡi thôi. Để xe nổ này. Rất là êm, mở xe này chạy nhẹ xe lắm bạn, 125 chạy nhẹ xe, cực kỳ nhẹ luôn. Đó. Rất là đẹp nha các bạn. Rồi, ok, thì nói chung là lâu rồi mình không có lên clip nên clip này mình gửi đến anh em quay sơ cho anh em xem. Thì cũng mong là sắp tới đây thành phố của mình sẽ là dập được dịch và sức khỏe của tất cả mọi người được trở lại bình thường, cũng như là sức khỏe cũng như là cuộc sống trở lại bình thường, để mình còn phải xin nhai rồi nữa các bạn, chứ mà để dịch như thế này là chết luôn. Đâu phải, thẳng ra. Dạ đúng rồi anh. Con mình nó hỏi đường, chắc ở dưới quê lên. Đó các bạn, thì để cho cuộc sống mình bây giờ nó trở lại bình thường. Các bạn thấy đường xá ở Sài Gòn bây giờ người ta đi lại cũng bình thường rồi. Cũng không có gì đáng lo ngại lắm. Đây nè, đây nè. Rồi ok ha, bây giờ anh em mình xem chút xíu hình ảnh với lại nghe xíu nhạc nha anh em. Rồi anh em mình xem video thì nhớ bấm like giúp mình nha, like và đăng ký giúp mình. Đó, rồi để mình làm động lực mình làm thêm video cho anh em xem. Ok, chào anh em nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tung kính vì sao đồ ta không độ nàng.